Hello, cô chú anh chị ơi. Hello, oh, yeah. Honey. Xin chào, come back, go to everybody. Hello, chị chi. Ba chị mới về hồi khuya hôm qua luôn, cô chú anh chị. Máy bay bị delay đó mọi người, về tới nhà 1 giờ sáng. Ngủ xong sáng ra là dậy sớm nữa nè. Giờ đêm chị đi học. Hôm nay ở trường chi là có cái công cái cuộc từ thiện, hắn mấy cái buổi từ thiện. Ba mẹ sẽ cho trẻ em đi học đem tiền thêm mà không có nhiều hết cô chú anh chị. Mình tùy tâm thôi, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng gì đó. Là được mặc đồ tự do nhưng mà mặc đồ xanh lá nè, chứ không biết cái sự kiện nhưng mà mặc đồ xanh lá. Đó. Chị đi học. Daddy, when you first saw mommy, sẽ đi mua cái bánh cupcake cho anh chị cô chú anh chị. Mỗi em bé sẽ đem thêm một cái bánh cupcake hoặc là có thể đem nhiều hơn cũng được để donate làm từ thiện. Và nhà trường sẽ lấy bán cái đó để lấy tiền các cô chú chị làm từ thiện. Làm từ thiện cho cái hội gì đó Kim quên mất tiêu rồi. Đây mua cái hộp. Cái hộp bánh cookie này cô chú anh chị. Không còn hộp nhỏ nữa, chỉ còn hộp lớn thôi mọi người. Này mấy cái 12 cái là 5 đồng 50. Khoảng 150, 160, 170 vậy đó. Cho em chi đem cho trường học đó, mọi người. Mình có thể chỉ đem một cái thôi cũng được nữa. Nhưng mà đem như gì? Có nhiều người không có đem. Năm ngoái Kim không có đem. Xong rồi mà bạn khác chia cho chi. Hôm nay đem nhiều á. Cho chi cho các bạn. Anh Chi đi học rồi hả cô chú anh chị? Hai vợ chồng kia uống cà phê ăn sáng. Lâu rồi. Hình như là lâu dữ lắm lâu luôn á. Hai vợ chồng mới đi uống cà phê mà không có Chi Chi nè mọi người. Đây là cô chú anh chị. Em Chi đã mua quà cho em Chi rồi nhưng mà em Chi hôm bữa là em Chi thích cái set mà có nguyên cái đồ này nè. Cái xe lăn ha. Và cái này với cái này tại vì em Chi thấy ông nội bị mổ chân đó, xong rồi đi cái này nè. Xong rồi em Chi muốn mua cái này về để chơi với mấy con búp bê nè. Ở nhà em Chi có búp bê rồi, bây giờ mua cái này về cho em Chi chơi mà hôm bữa là em Chi thích rồi đó mà ba Chi lần trước không có mua. Bây giờ thích nữa cho nên là ba em Chi đã siêu lòng cảm động rồi nè. Hôm nay đi vô đây mua cho con gái mà lắc đầu không ạ. Đó. Look, okay, không do it again. Đâu. Do it again. Ừ. Is it on? Yeah. Anh nói là anh không thể tin là hôm nay anh đến đây anh mua cái xe lăn. Why don't we get that one? Look, it's a pizza delivery, right? It's got the bag, the pizza in the box. No, honey. Go in the bag, and then it's got the card machine. No, I don't want any more food in the house. It's too much. Enjoy. Ba em Chi nói là vô đây mua một món quà thôi, cuối cùng là vô mua hai món quà luôn nè, mà cô chú ơi. Mấy chiếc xe đua này cô chú anh chị, xe đua xong mấy cái giải mà đua F1 đó, nhiều nghe chưa? Đây nè. Rồi cuối cùng lấy thêm một món quà nữa là ba món đó cô chú anh chị. Nói là mua một món mà cuối cùng mua thêm ba món. Hai vợ chồng nó đi mua sắm xong rồi nè, bà cô chú ơi. Mua sắm cho sinh nhật em Chi ngày mai nè. Quá trời luôn bánh kẹo. Đây nè cô chú anh chị ơi, quá trời quá đất luôn nè. Nguyên một cái giải dài đây luôn. Là nguyên cái giải dài nè. Là của ba em Chi hết đó. Xin chào mọi cô chú ơi. Hello cô chú ơi, hôm nay là thứ bảy đó mọi người. Kéo ghế này ra đi. Sáng ra chị đi ăn sáng với ba với lại hai anh của chị ở nhà. Hôm nay thứ bảy,
Thì hôm nay chút nữa Chi sẽ đi học ballet, xong rồi về buổi chiều là sẽ có tiệc sinh nhật cho Chi, không chú anh chị? Tiệc sinh nhật thì các bạn đến vào lúc 3 giờ rưỡi, tại vì Chi đi học múa cho đến 3 giờ mới về mọi người. Thì giờ thay đồ là 3 giờ rưỡi là các bạn sẽ đến. Thì sinh nhật từ 3 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi thì sẽ làm tại nhà của chú anh chị. Bây giờ là Kim có mua một ít quà nè. Ở đây cái văn hóa ở Anh là mời khách đến sinh nhật, mời các bạn đến sinh nhật. Thì sau buổi sinh nhật mình sẽ có quà cho các bạn hay cô chú anh chị. Đây, Kim có mua một ít nè, lip balm là son dưỡng môi, một ít đồ chơi này, một chút sẽ chơi game mọi người. Giờ có sách tô màu, tập tô màu ha, viết màu thôi chứ, cái viết màu đâu rồi? Mấy cái kẹp nó đây, mày lấy kẹp. Viết màu không để đâu? Ủa, thế vậy? Ok. Nè, đang cài. Để nấu bánh kem sinh nhật trong kia nè. 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 First party bag is for Lottie. Chỉ... What bag? Để mình nói. Chỉ mời những người bạn thân hay cô chú anh chị trong lớp học. Chi là có ba bé gái nữa, là ba bé đó là bạn thân của anh chị hay cô anh chị, và một cái bé hàng xóm ở đây, và hai bé hàng xóm ở đây. Nhưng mà hai bé hàng xóm này hôm nay là đi xem cái show của ca sĩ Taylor đó cô chú anh chị, Taylor Swift đó, nên là không đến được. Thì chỉ có bốn bé thôi, với anh chị nữa là năm. Trước tiên từ mà chỉ nè, trước tiên con phải lấy giỏ ra ha, để một hàng đây luôn nha. You need to write the name as well. You don't need to write the name. Just what? Surprise, I don't really think she's fine. No. But what's it good? My, but it's her birthday. Right. Chi muốn viết tên lên giỏ. Tại vì có những cái màu này nè. Em Chi nói là cái màu nào sẽ cho bạn nào, cho nên là viết tên. Chi nói là cái bạn nào thích màu xanh, bạn nào thích màu hồng vậy đó. Emily. Biết sở thích của bạn luôn. Emma. Mấy bạn thì mấy giỏ rồi đủ chưa? Look. Lottie, Emma, Evelyn, Alyssa. We only need four. Evelyn and Faye nữa. Evelyn and Paige. Hai cái bé hàng xóm không đến được nhưng mà Kim vẫn. Evelyn and Paige. Kim vẫn làm luôn cái giỏ để tặng nha. I don't need this one. Evelyn and Paige. Rồi đủ hết chưa? Alyssa's lip balm. Where's Alyssa's lip balm? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này là cũng tập tô màu ha, tập tô màu ha, các anh chị. All of them the same. Chị để cái đầu này xuống cho nó dễ nè, để cái đầu này nè. Chị để nó đi mà để nè. One is for me. Okay. Lottie, Evelyn, Alyssa, and Emma. Hey. Like this. Can be this. Yeah. Right. Okay, Coco. Yeah, color doesn't matter. Yeah. Này đây. Đúng rồi. Rồi. Now, oh, these. Just lollipops and that's it. No more. Well, they don't want a lot, do they? Lollipop. My God. Right. Anna. I will want to have this one because I know she loves these and I think. Evelyn for this one. Go on. Sure. Emma. Yeah. Too big.
that. Okay. Alyssa. Okay. No. Erin. No. Paige. Okay, good. Yeah. Rồi xong cái phần quà đó xong rồi đó cô chú anh chị. Cho Chi nè, sách này to nhất cho Chi nè. Mời ông bà cô chú xem trong cái giỏ tặng quà trong tiệc sinh nhật của ông Chi có cái gì đây nè cô chú ơi. Đồ chơi đây ha. Một cái đồ chơi. Một cuốn sách tô màu. Một cây viết. Cây viết màu này có mùi thơm luôn, mùi thơm trái cây ha. Cái kẹp. Kẹo. Một cây son dưỡng môi. Yeah, we don't need that one now. Rồi đi ăn rồi. Then we do it over there. Cái nào gói quà nhiều lớp nên cô chú anh chị xong rồi cái mở một cái bài hát lên. Cho cái bài hát đó hát xong khi mà mình bấm bài hát dừng khi mà bài hát nó hát lên đó thì từng các bé sẽ truyền tay nhau xong rồi cái ba mẹ sẽ bấm cho nó dừng cái bài hát đó, khi mà đến cái tay bé nào á mà bài hát nó dừng lại á là cái bé đó sẽ được mở quà. Thì mình gói rất là nhiều lớp luôn ha, thì mỗi một bé sẽ mở một lớp cho đến cái bé cuối cùng á mở được cái món quà thì cái bé đó sẽ được món quà ha cô chú anh chị. Nhưng mà mình làm tiệc thì mình sẽ cho cái bé nào là cũng được một món quà hết, bé nào cũng được hết ha. Mỗi một bé mở một lớp sẽ được một viên kẹo nữa ha. Rồi để viên kẹo vô đây. Rồi chị lấy băng keo đi. Rồi quấn vào cho. Now put the sweetie in as well. Cái đầu nè. Ok. Rồi để viên kẹo vô. Kẹo vô. Now I'll cook more. When I picked it up from the shop, it was fine. He's got company, he doesn't want to play.
just leave them all like that, or do you want to? See now, yeah, on it. Thank you.
over the moon. So just what you do with these and you put them out of the way so they don't get mixed up. Chút nữa xong là dọn dẹp đã luôn mọi người.